Xin chào anh em, nếu mà ai hỏi mình là chiếc iPhone nào ấy, không nên mua hàng mới chính hãng ở thời điểm hiện tại nhất, chắc chắn là mình sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời luôn, đó chính là chiếc iPhone 14 Pro Max trên tay mình đây. Mình không đánh giá là chiếc iPhone 14 Pro Max tầm này ấy, nó không ngon ở thời điểm hiện tại, nhưng mà nếu mà bảo mua hàng mới chiếc máy này ấy, thì hoàn toàn là không lên. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng mà cái cần nhắc tới đầu tiên đó chính là về mức giá. Nhắc lại một chút thì con 14 Pro Max được trình làng vào tháng 9 năm 2022 và trong nửa đầu năm 2023 thì giá của chiếc iPhone này được điều chỉnh khi mà nó giảm liên tục, tụt nhanh tới mức mà bị đánh giá là chiếc iPhone tụt giá nhanh nhất lịch sử. Thế nhưng thì cũng chỉ tụt xuống cái mức giá là quanh quanh khoảng tầm 27 triệu đồng và nó giữ nguyên cái mức giá này cho tới tận bây giờ. Và cái mức giá đó ấy, thật ra thì không hề dễ chịu một chút nào cả. Ngay cả là khi bây giờ những chiếc iPhone 14 Pro Max đã ngừng sản xuất mới, những chiếc máy mới nguyên siêu bây giờ ấy, chỉ là những chiếc máy tồn, những chiếc máy cuối cùng còn sót lại mà thôi. Không chỉ là trên Apple Store online hiện tại giờ cũng đã báo ngừng kinh doanh chiếc iPhone 14 Pro Max, mà trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee hay là Lazada hiện tại cũng đã ngừng bán. Khi mà tìm kiếm từ khóa là iPhone 14 Pro Max ấy, thì kết quả trả về nó cũng chỉ là iPhone 14 hay là 14 Plus mà thôi. Bởi vì đây cũng là hai mẫu máy vẫn được Apple sản xuất và bán mới. Ngoài ra thì các đại lý bán lẻ bên ngoài ấy, thì cũng có một số đại lý là bắt đầu hết hàng và ngừng bán. Tất nhiên thì tại Click3 thì vẫn còn con 14 Pro Max bán ra cho anh em nếu mà anh em vẫn có nhu cầu. Nhưng mà hãy nhìn cái mức giá limit tại thời điểm hiện tại đi, thì cái bản thấp nhất là 128GB thì cũng xin soát là 27 triệu, còn cái phiên bản là 256GB thì cũng lên tới là 28 triệu. Tức nó đang ngang giá so với một chiếc 15 Pro Max. Chưa kể nữa là cái hôm gần đây này, là hôm 25 tháng 5 vừa rồi, là cái đợt sale cuối cùng trước khi mà Apple họ không cho bán iPhone trên sàn TikTok Shop nữa. TikTok còn tung ra một cái voucher khá xịn mà khi mà áp vào cái giá của con 15 Pro Max ấy, nó giảm chỉ còn bằng giá của một chiếc 14 Pro Max phiên bản 128GB nữa cơ. Và rõ ràng là như thế thì tội gì mà chúng ta không mua luôn hẳn con 15 Pro Max mà lại chọn con 14 Pro Max làm gì, đúng không? Nếu ngoại trừ cái lý do là con 14 Pro Max này nó sẽ có cái màu tím khoai môn hoặc là màu gold mà con 15 Pro Max không có ra, thì gần như là mình chả thấy là có ai chọn con 14 Pro Max thay vì con 15 Pro Max cả. Rõ ràng là nếu mà cùng mức giá, cùng một dung lượng thì con iPhone 15 Pro Max nó đem đến một cái trải nghiệm vượt trội hơn hẳn về mọi mặt. Một cái bộ khung titan không chỉ là trending hơn, cao cấp hơn với những màu mới mà nhìn nó cũng pro hơn, mà nó còn trực tiếp mang lại một cảm giác cầm nắm tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt với những anh em nào mà hệ là nói không với ốp lưng ấy, thì cầm một chiếc máy sẽ cảm nhận rõ được cái sự khác biệt của em nó. Ngoài ra thì một chiếc cổng Type-C là cái cổng giao tiếp rất là tiện lợi, thích hợp với nhiều kiểu thiết bị ở bên ngoài hơn, cũng như là kể cả anh em sạc pin nữa. À mà nếu mà nhắc tới cái vụ chân sạc Type-C trên iPhone nhá, thì gần đây là đang rộ lên một cái vụ là ở vài bên ấy nó sẽ đưa cái thông tin là chúng ta không nên dùng sạc Type-C của Android để mà cắm sạc cho iPhone 15 series, bởi vì là một số chân tiếp xúc ở bên trong cái đầu sạc Type-C của Apple ấy nó thiết kế hơi khác so với của Android. Thì mình khẳng định luôn là thông tin này nó đang không chính xác nhá. Số lượng chân tiếp xúc ở bên trong cái đầu dây Type-C nó không chỉ liên quan đến cái vấn đề sạc mà còn liên quan tới là cái vấn đề là copy dữ liệu cũng như là cái cổng giao tiếp giữa hai thiết bị với nhau. Có thể là cái dây Type-C có số chân tiếp xúc khác với dây của Apple thì không thể hỗ trợ tốt khi mà copy dữ liệu hoặc là giao tiếp, nhưng mà về cái khoản sạc ấy thì vẫn đảm bảo được cái việc là sạc được nếu mà dây sạc hoặc củ sạc có hỗ trợ chuẩn là Power Delivery 2.0. Còn nếu mà anh muốn yên tâm hơn thì có thể là kiếm dây Type-C có hỗ trợ thêm cả MSI nữa thì nó càng tốt, nhưng mà thực tế thì cũng không cần thiết cho lắm. Mà cũng nhắc qua về cái vụ sạc Type-C nổi gió đợt vừa rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái chủ đề chính. Thì ngoài hai cái yếu tố mà mình nhắc ở bên trên ra thì con iPhone 15 Pro Max còn được nâng cấp nhiều cái đáng giá khác, như là con chip A17 Pro này nó mới và mạnh mẽ hơn về cả CPU lẫn là GPU, rồi là camera tiềm vọng zoom 5x độc quyền mà cả iPhone 15 Pro cũng không có. Thêm nữa là cái nút gạt im lặng cũ cũng được đổi sang là cái nút action button, nhưng mà cái nút này ấy, từ lúc ra mắt tới giờ thì mình thấy là nó cứ phế phế kiểu gì ấy, đa số là anh em sẽ đều chê chứ ít người là thấy khen em nó lắm. Và có một cái điểm mà mua con iPhone 15 Pro Max nó sẽ yên tâm hơn, đó chính là nó lành hơn chiếc 14 Pro Max. Từ lúc mà cái thời điểm mà nó ra mắt cho tới giờ ấy, thì gần như là rất ít có người là phản ánh về cái việc là con 15 Pro Max gặp lỗi về phần cứng. Trong khi đó thì chiếc 14 Pro Max lại bị người dùng là phản ánh rất nhiều từ việc là cái thời lượng pin của nó thiếu ổn định này, rồi còn cả bị cái việc là xanh màn như là trên dòng 13 Pro Max, và cả cái việc là khung viền nó bị chóc sơn nữa. Nói chung thì khi mà con 14 Pro Max nó vẫn giữ giá quá cao, thậm chí còn đang ngang ngửa so với con 15 Pro Max như này ấy, thì 99,99% người dùng sẽ biết là chọn máy gì để mà mua thôi. Và ngoài con 15 Pro Max, nếu mà không mua con 14 Pro Max ấy, thì anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc sang dòng 15 Plus. Bởi vì nếu mà 14 Plus năm ngoái ấy, nó đã ngon rồi, thì con 15 Plus năm nay ấy, nó còn ngon hơn rất là nhiều. Những nâng cấp trên con 15 và 15 Plus năm nay như là về mặt lưng này, nó sẽ được làm nhám với lại nhiều màu sắc nó đẹp mắt hơn nữa. Rồi nó cũng có Dynamic Island, cổng sạc cũng chuyển sang Type-C và phần cấu hình thì cũng gần như là tương tự với con 14 Pro Max. Tính ra thì con 15 Plus cũng chỉ thọt hơn so với con 14 Pro Max ở cái khoản là 3 mắt do là không có camera tele mà thôi, chứ thì nó cũng chả thua kém gì lắm.
Máy thậm chí là nó còn mỏng nhẹ, cầm nắm cũng thoải mái hơn. Và pin thì còn năng trâu hơn nữa. Đặc biệt một điều nữa là khi cái mức giá mở bán thì có 15 Plus ấy cũng chỉ tầm là 26-27 triệu. Chứ giờ thì cái mức giá hiện tại của nó chỉ còn tầm là 21-22 triệu mà thôi. Cái việc mà cân nhắc sang con 15 Plus đó là hợp lý hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì nếu mà anh em vẫn muốn mua con 14 Pro Max mà không phải là máy cũ ấy, thì vẫn còn có một cái lựa chọn nữa tại Cake Buy, chính là những chiếc iPhone 14 Pro Max hàng chính hãng VNA, hàng đã active. Cái mức giá của những chiếc máy này ấy, thì đã rơi khoảng tầm là 2-3 triệu, tức là sẽ rẻ hơn vài triệu sau khi mà anh em mua máy mới hàng chính hãng. Thực tế thì nói máy này không phải là máy cũ ấy, thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì đó là những chiếc máy hàng chính hãng thu lại từ khách hàng không sử dụng trong thời gian là test khoảng tầm là 30 ngày. Tất nhiên thì có thể nó đã được sử dụng rồi nhưng mà sử dụng rất là ít, hoặc gần như là chưa kịp dùng ấy thì đã bị back lại cho cửa hàng và hãng rồi. Thế nên thì về thực tế nó chả khác máy mới là mấy, khi mà cái phần linh kiện của nó chưa bị hao mòn, chưa bị đụng chạm. Thế nhưng thì nó vẫn không phải là máy mới nguyên siêu nên là có thể là nhiều anh em sẽ không thích. Nhưng mà nếu mà xét về tính thực tế thì nó cũng là một cái lựa chọn khi mà tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Và chốt câu cuối của mình là thì vẫn không nên mua con 14 Pro Max hàng chính hãng ở thời điểm hiện tại. Anh em thấy sao về cái quan điểm này thì cứ comment thảo luận ở phía bên dưới nhá. Còn giờ thì hết video rồi. Cảm ơn anh em đã nghe. Tạm biệt anh em.